Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt trên con đường lớn nhất ha. Con đường lớn nhất đi qua huyện Châu Đức. Đây chính là đường quốc lộ 56 ha. Quốc lộ 56. Một hướng đi thẳng về trung tâm thành phố Bà Rịa. Còn hướng còn lại là đi thẳng về Long Khánh ha. Kết nối với đây quốc lộ A. Ngang nhau thành phòng luôn. Mình sẽ đi ngang qua hướng này, đi ngang qua thị trấn Ngã Giao nè. Ở đây thì ngay sát với lại trung tâm thành phố Bà Rịa chị nha. Vị trí phải nói rất là đẹp. Và hôm nay là mình quay miếng đất này là giá rất là thơm luôn. Đó. Giá đã hạ đi rất là nhiều rồi. Nói chung là đất đứng cho nên là sẽ có cơ hội cho anh chị có thể mua được những miếng đất mà vị trí đẹp như thế này với giá phải chăng ha. Tại vì chủ đã giảm giá nhiều rồi. Đó. Thì hôm nay là mình sẽ thay mặt chính chủ luôn ha. Đó, để cho chủ lên để chị làm việc trực tiếp. Đó, rồi. Đang có nhu cầu muốn mua đất mặt tiền đường quốc lộ 6 ở Châu Đức giáp ranh với thành phố Bà Rịa thì hãy xem hết video này ha và liên hệ trực tiếp chủ luôn, thương lượng giá tốt nhất vì không phải qua môi giới. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản trước để anh chị mình nắm rõ nha. Ở đây á là mình sẽ nhắc lại nha, là đường quốc lộ 6 và đất mình quay bán ngày hôm nay nằm trên mặt tiền đường này. Và cái địa chỉ của mình ha, chính xác là mình sẽ thuộc địa phận của xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà bên đây ha, bên đất mình là Đá Bạc đúng không? Nhưng mà bên đối diện mình nó lại là Nghĩa Thành, xã Nghĩa Thành. Đó, nghĩa là Suối Nghệ đó anh chị. Cho nên là kiểu như là bước qua bên đây đường là qua xã khác. Thì ở đây mình đi khoảng tầm một cây số ha, không biết tới cây số không nữa, làm sẽ tới ngay vòng xoay Suối Nghệ. Tới đó thì trước khi tới vòng xoay thì mình sẽ tới chợ ha, chợ Đức Mỹ, bây giờ người ta gọi là vòng xoay Đức Mỹ cũng được mà vòng xoay Suối Nghệ cũng được ha, ngay chợ. Và mình cách cái trường cấp 3 cũng hướng này luôn đó, cấp 3 Quang Trung ha, chỉ có mấy trăm mét thôi, chừng 100-200 mét gì thôi à, rất là gần đó. Thì hướng này đi về Ngã Giao luôn ha, tức là qua vòng xoay đó, vòng xoay Đức Mỹ đó. Vòng xoay Đức Mỹ đó là kết nối, nó cắt với lại cái đường Phước Tân Hội Bài đó anh chị, cái đường mà từ quốc lộ 1 anh chị đi thẳng qua đi biển đó, cái đường đó nó nhiều rồi ha. Đó. Và trên cái đường đó là có khu nghiệp Châu Đức ha, ở đây mình cũng là rất là gần khu nghiệp Châu Đức đó. Rồi cái hướng này mình đi khoảng tầm 2 cây số ha, là mình sẽ bước qua địa phận của thành phố Bà Rịa. Là xã Hòa Long anh chị, tức là 2 cây thôi, nhưng mà do trung tâm của Bà Rịa thì khoảng tầm 6 cây ha. Mình cách trung tâm Bà Rịa khoảng tầm 6 cây là có bệnh viện Bà Rịa nè, trung tâm hành chính tỉnh nè, và cái chợ Bà Rịa ha, chợ Bà Rịa. Đối diện mình là cây xăng của Petrolimex gì ha, đối diện là cây xăng luôn. Ở vị trí này thì khỏi nói ra, thời điểm này quay là thời điểm thấp điểm nha anh chị, tức là nó sẽ hơi vắng đấy. Chứ bình thường là cái giờ cao điểm thì cái đường này đông ghê lắm chị. Nhưng mà trung bình thì những lúc vắng như thế này thì cũng về đông đông rồi ha. Tầm 2 giờ trưa, 2 chiều thì như vậy cũng mà đông rồi. Còn mà cái giấc 7 giờ sáng đó, 7-8 giờ sáng hay là giấc tối á thì thôi khỏi nói rồi. Vì là sát bên với là Nghĩa Thành cho nên ở đây cũng rất là gần khu nghiệp Châu Đức anh chị nha. Khu nghiệp Châu Đức do Sona Digi làm đầu tư. Thì công nghiệp này hiện tại là hình như là nó có cái quy mô là lớn nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chị. Tại vì nó vừa có khu nghiệp nè, vừa có cảng ấy không, vừa có khu đô thị, shop house, sân golf ha. Đó. Và trên cái đường Phước Tân Hội Bài đi thẳng ra, tức là tới ngã tư đúng không? Rẽ trái là đi hướng về Phú Mỹ thì mình sẽ đi tới nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nè. Rồi kết nối với đường vành đai 4 để đi ra cảng cái mép. Đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng được hết, nói chung là tiện lắm. Còn đi thẳng hướng Long Khánh, còn quẹo phải ha, quẹo phải là hướng đi biển ha, Hồng Trà, Hồng Cốc. Nói chung là người ta đi về đi biển là người ta hay đi đường Phước Tân Hội Bài lắm, đi biển. Nói chung là vị trí thì quá đẹp rồi. Ở đây đi về Hồ Chí Minh thì nó cũng tầm 65 cây vậy nha, tầm 65 cây số. Đó. Rồi, đó là vị trí. Bây giờ mình sẽ nói về thông tin đất mình đi. Đất mình á, quay ngày hôm nay á, mặt tiền đường này. Và có diện tích là 586 m2 ha, cũng khá là rộng đó, cũng khá là lớn đó.
gần 600 mét rồi đó. Ngang là 5 mét gì ha. Ngang là 5 mét. Đây, cái ranh giới thì nói chung là chưa có cọc đâu. Cái này anh chị mình mua về thì nhờ chủ là cấm rõ ràng nha. Tại vì đất mặt tiền, đường đất địa như thế này thì mình nên có cấm cho nó rõ ràng luôn. Mà tầm đây nè anh chị. Tầm đây ha. Đây là cọc lộ giới nha, chứ không phải là cái ranh đất bên đâu, đất bên đây nè. Tầm đây nè, tới từ cọc này qua đây 1 mét nè. Đó, cái chạy qua đây 5 mét. Tức là mình được 5 mét mặt tiền đường nha anh chị, nó tầm tới đây nè. Đó, 5 mét. Đất mình xoay mặt sang hướng Tây nha anh chị. Xoay mặt sang hướng Tây. Và dài xuống là miên man luôn, dài tới 127 mét. Đó. Nói chung là anh chị mà mình mua những cái đất mặt tiền đường lớn như thế này là anh chị lưu ý là mình nên mua những đất nào dài nha. Bèo bèo gì cũng phải hơn 50 mét nha. Chứ còn mà ngắn quá thì nó sẽ dính lộ giới. Tại vì đường quốc lộ 6 này nè, nó sẽ còn mở rộng lắm. Tại vì đây là cái tuyến đường trọng điểm ha, trọng điểm của huyện Châu Đức, cho nên là cái đường này chắc chắn là phải mở rộng nhiều rồi. Mình nghĩ trong tương lai nó phải mở rộng vô tới tới đây nè. Đó. Nó còn phải mở rộng thêm 10 mét nữa, mình đoán vậy đó. Cho nên là, nhưng mà thật ra đất mình nó lên đến là 127 mét thì bây giờ nó có mở rộng thêm 2-30 mét nữa thì cũng không xi nhê gì. Đó. Nó càng mở rộng thì đất mình nó càng giá trị thôi. Đất mình nó quá dài luôn chị, dài tới 127 mét. Và mình nói luôn cái khuyết điểm nha. À, nó có khuyết điểm nhỏ là nó sẽ hơi bị bấp hậu nhẹ nha anh chị. Đó. Nhưng mà đất mình dài quá nên bấp hậu nhẹ không xi nhê đâu. Nó tức là ngang của mình nó là 5 mét mặt tiền đường. Dài xuống á là 127 và cái hậu mình nó chỉ còn có 4m4 thôi. Ha. Nó bấp nhẹ lại khoảng 6 tấc. Đó. Nói chung là đó là cái khuyết điểm nhưng mà nó lưu. Và thêm một khuyết điểm nữa là xuống càng xuống dưới thì nó càng thấp nha. Đây. Đó. Xuống dưới đây mà thấy nó hơi thấp đó anh chị. Nói chung tới đây vẫn cao nhưng mà xuống tới đây thì bắt đầu thấp xuống rồi nè. Đó. Nhưng mà nói chung là cũng không bao nhiêu đâu. Cái này anh chị mình hoàn toàn có thể là mình hoặc là mình có thể là tức là phần trước á mình kinh doanh hay mình để cho cao đúng không? Còn phần dưới đây mình cho dịch cấp xuống luôn, cho thấp luôn. Kiểu như xuống dưới đó mình làm mô hình nhà vườn ao cá cũng được ha. Sát bên mình là nguyên một cái biệt phủ luôn chị. Nè, để thấy hoành tráng không? Đó. Đây. Nói chung là dài lắm. Dài tới đâu thì mình cũng không có rõ nữa. Nói chung là anh chị cứ nhắm từ đường mà dài xuống dưới khu đất là 127 mét mình cắm cọc nha. Còn hiện tại là nó không có ranh. Đó, không có ranh. Cho nên chú ý là cho anh chị xem cái vị trí thôi. Đó. Và báo giá nha. Thì bây giờ là cái phần quan trọng nhất. Nói chung đất mình thì nó quá rõ ràng, quá đẹp rồi. Thì bây giờ quan trọng là cái giá thôi. Thì cái giá hiện chí bây giờ là đang bán là đã hạ nhiều rồi anh chị nha. Thì thời điểm mà gọi là cần, tức là mới kêu bán đó, thì bên phía chủ họ kêu bán là 3,5 tỷ. Nhưng bây giờ là thiện chí bán rồi. Cho nên là giảm sâu luôn ha. Từ 3,5 tỷ mà giảm xuống còn có 2,8 tỷ thôi anh chị. Tức là giảm tới 700 triệu rồi. Đó. Mình lấy 2,8 tỷ tại vì đa số là đất mặt tiền đường quốc lộ này thì người ta bán 2 mét ngang. Cho nên mình thử chia mét ngang thử á. Mình lấy 2,8 á. Mình chia cho 5 mét á. Thì nó ra là 560 triệu mét ngang. 560 triệu mét ngang cho cái đường quốc lộ này. Thì anh chị mình nghĩ coi giá này thế nào. Mình thử tính sơ sơ thôi nha. Ở phía bên Bầu Trinh á cũng là thuộc địa phận của Châu Đức nhưng mà nó gần là tới Đồng Nai luôn rồi. Tức là nó rất là xa ha. Nó rất là xa Bà Rịa. Đó. Mà mới đây là đã người ta đã bán ha, cái đó cái giá người ta đã bán rồi đó. Bán xong rồi nha chứ không phải là đang kêu giá nha. Là mới bán là 600 triệu một mét ngang. Đó. Tức là một nền 5 mét là 3 tỷ. Và cái chiều dài, cái chiều dài của họ là không có dài như mình nha anh chị. Tức là thường á đất hoặc mặt tiền này á, là bây giờ là ít có miếng nào mà dài hơn 100 mét đâu. Đa số là chỉ có dài là 40-50 mét thôi. Đó, 40-50 mét thôi, thậm chí có những chỗ là chỉ có 30 mét thôi đó. Nhưng mà cái miếng của mình là dài tới 127 mét. Cho nên là mình cái lợi thế của mình là nó vừa dài nè, vừa dài mà vừa rẻ nữa ha. Và vị trí thì rất là đẹp ha, vậy thấy không? Mặt tiền đường này thì anh chị mình muốn kinh doanh gì cũng được hết trơn.
Nói chung mình thấy cái giá mà 2.8 tỷ, 2.8 tỷ mà mua được miếng đất mà mặt tiền quốc lộ 6 mà ngay gần thành phố Bà Rịa ha, thì đây là cái giá rất là hợp lý luôn ha. Đặc biệt là mình ngay gần ngã ba với đường 21 đó chị. Cái đường 21 đó đi thẳng vô công nghiệp luôn ha. À, đi thẳng vô khu dân cư Suối Nghệ nè. Khu Suối Nghệ là chị biết là nó rất là đông. À, đi qua khu dân cư Suối Nghệ rồi đi thẳng qua khu công nghiệp Châu Đức luôn. Cho nên cái vị trí này mình thấy là quá đẹp. Ở đây chợ, trường học là sát bên nha anh chị. Ở ngay hướng này nè. Rồi. Nói chung là đất đai giá cả rõ ràng rồi. Thì bây giờ là mình mời chị xem đoạn flycam trên cao đi nha. Xem flycam trên cao. Rồi sau đó nếu mà tiện đường nữa mình dẫn chị tham quan sơ sơ ha. Thấy không? 2 giờ trưa ha, 2 giờ trưa là cái giờ nghỉ trưa mà xe cộ vẫn khá là nhiều. Đa số là xe hơi, xe ô tô đi nhiều. Cái đoạn đường này là chị có thể là buôn bán quán ăn ha. Quán ăn ok đó. Rồi đây ha, bây giờ mình sẽ bay từ mặt tiền đường bay xuống tới cuối đất ha. Nói chung thật ra là mình cũng không biết chính xác là cuối đất tới đâu. Nhưng mà cứ đo đo khoảng hơn 100 mét là tầm đầy chị ha. Thì cái này mua bán thì chắc chắn là sau khi thỏa thuận giá cả rồi thì mình sẽ kêu địa chính tới cắm mốc cho mình đàng hoàng. Đó, ngay dưới gần bên hông mình có quyền một cái biệt phủ ha, rất là đẹp luôn. Mình thấy ở đây anh chị mình mặt trước mình làm kinh doanh, mặt sau mình làm một cái nhà vườn giống vậy cũng ok đó anh chị. Đối diện mình là cái đường 21 đây nè, đường số 21 này đi thẳng vô khu nghiệp ha. Đi băng qua trung tâm của Suối Nghệ và đi qua khu nghiệp Sonadeji. Quốc lộ 56 hướng này là mình đi về hướng Hòa Long, hướng đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa vậy nha. Đó. Gần bên hông mình cũng có đường nè. Ở kia là trường cấp 3 ha, trường cấp 3 Quang Trung. Và bên hông trường cấp 3 Quang Trung chính là quy hoạch khu nghiệp luôn chị ha. Anh chị thấy nguyên một quỹ đất cao su rộng lớn đó không? Đó là nằm trong quy hoạch khu nghiệp của huyện Châu Đức nha anh chị. Khu nghiệp công nghệ cao đó. Đấy, đây. Quận 6 trước đất mình nè. Xe cộ lúc nào tấp nập ha. Mình quay mặc dù là thời điểm là nó vắng nhưng mà xe cộ vẫn đông ha. Xe đối diện mình cũng có cây xăng này nọ. Nên chỗ này mình thấy là mua đi dành kinh doanh là hợp lý ha. Đấy. Xanh mát ghê. Rồi bây giờ từ ngay đất mình ha, mình sẽ đi cái hướng này là hướng đi về ngã giao đi nha. Hướng đi về dòng xe Đức Mỹ mà anh chị thấy đó. Còn hướng ngược lại em sẽ nhắc lại là hướng đi về thành phố Bà Rịa nha. Ngay gần giáp ranh với địa phận của thành phố Bà Rịa luôn. Đây, thật ra là chỉ gần 100 mét thôi anh chị. Không tới 100 mét thôi là mình đã vô tới trường học rồi. Hồi nãy mình tính lộn là 200 mét. Có 100 mét thôi nha anh chị. Đó, đây là trường cấp 3 Quang Trung nha. Trường này đang mở rộng nè, chị thấy không? Trường rất là lớn luôn. Lớn lắm. Đó. Hai bên mua bán. Đi lên thêm miếng nữa là chợ nha, chợ Đức Mỹ. Đó, chợ, bệnh viện. Ở đây là cũng gần bệnh viện nha anh chị ha. Tức là ngay bên hông cái trường học Quang Trung đó là bệnh vô bệnh viện nha. Bệnh viện. Rồi đây. Dọc dọc hai bên đây là bán quán nhiều lắm nha anh chị, bán đồ ăn, bán tùm lum á. À, xa xa kia kìa, ngay bảng nó đã đỏ đó là chợ nha. À, nói chung là mình cách cái vòng xoay này mình nghĩ là không tới 1 cây số đâu, vòng xoay Đức Mỹ nè. Đây chợ ha, chợ Suối Nghệ Đức Mỹ. Đây chợ này nè. Ủa, qua chợ đây. Qua đây chợ nè, lộn chợ nè, tức là gần vòng xoay Đức Mỹ ha. Đây vòng xoay nè. Đó, mình sẽ nhắc lại đường giao đường Phước Tân Hòa Bài nè anh chị. Bên phải là đi thẳng biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu nha.
Còn rẽ trái là mình đi qua khu công nghiệp Châu Đức cũng được nè, đi ra hẳn hướng Phú Mỹ quốc lộ 51 đi về Hồ Chí Minh ha. Còn bây giờ mình sẽ đi thẳng qua là mình sẽ đi tới ngã giao. Rồi vẫn không qua sơ sơ thôi, xem đây cam thấy rõ rồi, vậy lát nữa mình mời chị xem trên mấy kia sau nha. Rồi bây giờ mình mời chị xem sổ ha. Đây địa chỉ là xã Đa Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 573 m², có 50 thổ cư rồi ha. Còn mình muốn lên nữa thì mình đăng ký lên sau ha. À, rồi đây đây là cái hình dáng đất mình nè. À, nói chung là rất là dài cho nên sau này quốc lộ 6 mở rộng thì cũng không xi nhê ha. À, ngang 5 dài 128 ha. À, rất là dài luôn. Đây mình mời chị xem cái thông tin quy hoạch của miếng đất mình chị ha. Đó, toàn bộ là phủ hồng. À, có lộ giới mở rộng quốc lộ 6, nhưng mà mình nói rồi, không xi nhê ha. Đó, đây quy hoạch trường học nè, trường học bệnh viện nè anh chị. À, trường học và khu công nghiệp luôn ha. Mình quên nói là ở đây đó anh chị, là có 800 hecta là quy hoạch đất khu công nghiệp luôn nha, bên bên hông trường học đó anh chị. Bên hông cái trường học cấp 3 Quang Trung á là mình có quy hoạch khu công nghiệp luôn nè, dài lên tới gần ngã giao luôn nha nè. Đó, tức là ngoài khu công nghiệp hiện hữu là khu công nghiệp Châu Đức, Sona Deji đúng không? Thì nó còn khu công nghiệp mà đợt vừa rồi là bên Vingroup có về khảo sát đó. Thì không biết là bên Vin có làm hay không, nhưng mà ở đây là quy hoạch đất khu công nghiệp nha anh chị. Đó, cho nên liền kề mình là có trường học và khu công nghiệp luôn. Đó, còn bên phía bên đây là khu công nghiệp nè, khu công nghiệp Châu Đức nè. Đó, khu công nghiệp này quá lớn rồi. Khu công nghiệp này là bao gồm là khu đô thị với lại sân góp luôn nè. Đó, dạ, rất là tiềm năng luôn ha. Vị trí của mình thật sự là mình nói là nó đẹp đó anh chị. Nếu mà có tiền mình nên có một miếng đất mặt tiền đường quốc lộ 6 ở khu vực này. Đó, nó liền kề với lại cái thành phố Bà Rịa luôn ha. Đây, đây là địa phận của thành phố Bà Rịa nè. Đó, rất là tương lai luôn. Cuối cùng thì mình sẽ mời chị xem cái vị trí ha. Cái vị trí này là mình sẽ để dưới phần mô tả, chị có thể bấm vô mình tham khảo thêm ha. Hoặc là anh chị có thể gõ cái cà phê Thảo Lan nè, là ngay bên hông đất mình ha. Hoặc là xéo xéo đối diện mình có cây xăng nè, xăng Petrolimex số 16 ha. Hoặc là nói chung là cái vị trí này mình để dưới phần mô tả, chị hãy nghiên cứu thêm ha. Gần ngã ba giao lộ với đường số 21. Đường số 21 này đường đi thẳng vô khu nghiệp nha anh chị. Đi thẳng vô khu bàn cờ Suối Nghệ nè, và đi thẳng qua bên khu nghiệp nè. Đó, đây trường cấp 3 Ngô Quyền nè chị. Còn đây là cái quỹ đất cao su nè, là dành cho khu nghiệp nè, khu nghiệp trong tương lai nè. Đó, đây còn chợ Đức Mỹ nè chị, là chợ chính luôn ha, ngay vòng xoay Suối Nghệ nè. Đây có phòng công chứng nè. Đi thẳng nữa lên trung tâm của thị trấn Ngã Giao ha, là trung tâm huyện đó. Còn ngược lại là mình đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa nè, là trung tâm của hành chính tỉnh luôn ha. Đi biển này nọ thì đó, anh chị đi biển cũng tiện ha. Biển nè, Long Hải, Phước Hải nè, Vũng Tàu nè. Đó, cái miếng này mình thấy là anh chị mình mua để làm vừa kinh doanh mà vừa làm nghỉ dưỡng được luôn ha. Là phía trước mình cho thuê hay là kinh doanh, phía sau mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Rồi đi biển này nọ, hợp lý ha. Thuận tiện đi về Hồ Chí Minh cũng như là sân bay Long Thành. Nói chung là mình thấy miếng đất này thì thật sự là rất là đáng mua nha anh chị. Rất là đáng mua. Rồi thì anh chị mình cứ gọi chủ ha, để mình đàm phán thêm về giá. Còn bây giờ là mình xin phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này á, thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc là số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này ha. Chào mọi người.